Nghìn vàng khó mua, tác giả Trịnh Trọng. Năm Đạo Quang Triều Thanh, ở tỉnh Hồ Nam Trung Quốc có một nhà thư pháp tên là Hà Thiệu Cơ, nhờ đỗ kỳ thi hội nên được quan phong cho chức học chánh ở Tứ Xuyên. Một hôm, Hà Thiệu Cơ đang giảng bài trong thư viện thì đột nhiên có thư của phu nhân từ quê nhà gửi đến, thông báo rằng hôn lễ của con gái đã định, mong ông mau chóng gửi ít ngân lượng về nhà để dùng cho việc hôn sự. Hà Thiệu Cơ suy nghĩ đăm chiêu, cuối cùng quyết định không gửi ngân lượng về quê nhà ở Hồ Nam mà chỉ gửi về một chiếc hộp nhỏ đóng kín, bên trên viết bốn chữ nghìn vàng khó mua, đồng thời gửi kèm một bức thư ngắn rằng thứ trong chiếc hộp này đảm bảo sẽ giúp hai vợ chồng trẻ dùng mãi không hết, cả đời không nghèo khổ. Vào đêm động phòng hoa chúc, tân lang tiễn khách về rồi quay vào động phòng. Anh rất hiếu kỳ, mở chiếc hộp nhỏ món quà hôn lễ mà nhạc phụ tặng ra xem. Chỉ thấy bên trong có một bức thư họa, trên đó viết hai chữ cần kiệm. Cảm thấy quá cụt hứng, anh định mang bức thư họa đi, đổi lấy một ít ngân lượng. Tân nương thấy vậy cười nói với tân lang. Lang quân à, thư họa của cha tiếp có thể đem bán được không ít tiền đâu. Có điều chỉ một năm rưỡi cũng sẽ tiêu hết. Nhưng nếu vợ chồng mình làm theo lời dạy bảo của cha già thì có thể hạnh phúc mỹ mãn cả đời. Tân lang gật đầu nói phải. Bèn mang bức thư pháp mà cha tặng treo ở trung đường. Từ đó chồng cây cấy vợ dệt vải, cùng nhau tiết kiệm lo liệu cửa nhà, cuộc sống ngày càng khấm khá.